Ngọc Thơ thời báo chấm D Kính chào quý vị và các bạn kính mời các bạn xem bản tin cần chấm dứt săn lùng người tị nạn Thái Lan ngày 18 tháng 4 BBC tiếng Việt có bài tị nạn ở Thái Lan Thái Văn Đường bị bắt cóc hay xâm nhập trái phép về Việt Nam của tác giả Bùi thư bài viết đề cập đến việc YouTuber Thái Văn Đường có tên khai sinh là đường Văn Thái mất tích theo đó từ 17 giờ ngày 13 tháng 4 bạn bè của ông Thái đã mất liên lạc với ông và ngày 14 tháng 4, họ đăng tin tức trên mạng xã hội Facebook, nghi ngờ ông đã bị bắt cóc đưa về Việt Nam. Hình ảnh bài trên BBC tiếng Việt. Trong khi đó, BBC cho hay ngày 16 tháng 4, cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Hà Tĩnh thông báo chiều ngày 14 tháng 4, Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện một đối tượng không có giấy tờ tùy thân xâm nhập trái phép vào Việt Nam qua đường mòn lối mở ở khu vực biên giới thuộc xã Sơn Kim 1. Đối tượng khai nhận tên Đường Văn Thái, sinh năm 1982, quê quán thôn Hà Lâm Ba, xã Thủy Lâm, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Và Thượng tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết việc tạm giữ nhằm điều tra theo quy định của pháp luật. BBC đã tìm cách liên lạc với Công an Hà Tĩnh nhưng họ nói rằng họ không có thẩm quyền phát ngôn về vụ ông Đường Văn Thái. Theo BBC, ông Thái đã sang Thái Lan tị nạn từ năm 2019 và đã được Cao ủy Liên hiệp quốc về người tị nạn UNHCR cấp quy chế tị nạn vào tháng 7 năm 2020. Ông Thái mất tích chỉ một ngày trước khi ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken thăm Việt Nam, cho dù trước đó Bộ ngoại giao Hoa Kỳ kêu gọi Việt Nam trả tự do cho ông Nguyễn Lân Thắng, người bị kết án 6 năm tù vì tội chống phá nhà nước. BBC dẫn lời ông Nguyễn Xuân Kim một người thân thiết với ông Đường Văn Thái ở Thái Lan nói rằng vào ngày 6 tháng 4 ông Thái có bày tỏ nỗi lo lắng về an nguy của mình sau khi đăng tải những video về chuyện chính trị đấu đá ở Việt Nam. Đồng thời BBC cho biết trong số 5 người bạn của ông Đường Văn Thái mà BBC tiếp xúc, ai cũng khẳng định chưa bao giờ ông Thái chia sẻ về dự định hay nguyện vọng trở về Việt Nam với họ. Những người bạn của ông Thái cũng cho rằng việc ông Thái bị bắt cóc về Việt Nam là do kênh YouTube của ông đã đá động đến những vấn đề thâm cung bí sử trong nội bộ chính trị Việt Nam. Theo BBC, Báo Công an Nhân dân, Quân đội Nhân dân có rất nhiều bài viết từ năm 2021 gọi Đường Văn Thái là con rối lưu vong, chống phá đất nước và ông bị quy cho nhiều bài viết, phát ngôn thổi phòng, xuyên tạc, chống phá đảng và nhà nước cũng như bôi nhọ quan chức. BBC cũng dẫn lời bạn bè của ông Thái cho biết ông mới trải qua một cuộc phỏng vấn với UNHCR về việc định cư ở nước thứ ba. Hình ảnh Đường Văn Thái, một người tị nạn tại Thái Lan vừa mới bị bắt cóc hôm 13 tháng 4. Việc một người Việt Nam có cơ chế tị nạn ở Thái Lan bị mất tích làm cho nhiều người khác cũng lo lắng về an nguy của mình, nhất là khi chính phủ Thái Lan không ký công ước về người tị nạn. Điều này đồng nghĩa dù có thẻ của UNHCR, người tị nạn cũng không được hợp pháp ở thái lan và vẫn có nguy cơ bị cảnh sát di trú thái lan bắt giữ vì ở quá hạn bà thu phương cũng như những người tị nạn mà bbc tiếp xúc bày tỏ lo lắng về an nguy của mình sau vụ ông đường văn thái theo bà những người tị nạn tại thái có nguy cơ trở thành mục tiêu bất cứ lúc nào ông phil robertson phó giám đốc phụ trách châu á của tổ chức theo dõi nhân quyền human rights watch khẳng định với bbc ngày 17 tháng 4, rằng ông Đường Văn Thái sống ở Thái Lan với tư cách là người tị nạn được UNHCR công nhận, bảo vệ đầy đủ quyền và đó là điều không phải bàn cãi. Ông Phil Robertson yêu cầu chính phủ Thái Lan phải ngay lập tức điều tra vụ việc này và cần chấm dứt săn lùng người tị nạn tại Thái Lan. BBC cho biết thêm vào tháng 2 năm 2023, đạo luật phòng chống và chấm dứt tra tấn và cưỡng bách mất tích ở Thái Lan đi vào hiệu lực. Luật này cấm các quan chức đuổi bỏ trục xuất hoặc dẫn độ một người sang một quốc gia khác, nơi họ có thể đối mặt với nguy cơ bị tra tấn, đối xử tàn nhẫn, phi nhân đạo hoặc cưỡng bách mất tích. BBC dẫn phát ngôn của Tổ chức Ân xá Quốc tế ngày 17 tháng 4 rằng họ vô cùng quan ngại trước tin tức từ Việt Nam cho thấy Đường Văn Thái, một YouTuber và người tị nạn được UNHCR cấp cơ chế sống ở Thái Lan, nhưng hiện bị cảnh sát giam giữ ở Việt Nam. Những người tị nạn Việt Nam sống ở Thái Lan đã trốn chạy khỏi Việt Nam vì sự đàn áp của chính phủ, phải được bảo vệ và không nên sống trong sợ hãi thường trực. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d Chấm với bản tin cần chấm dứt săn lùng người tị nạn tại Thái Lan. Ngọc Thơ Thời báo.d Chấm kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Vì sao mất nước ngày 4 tháng 4 trên trang Facebook là công dân có bài viết với tựa đề Vì sao mất nước? Thời báo chấm đê xin giới thiệu bài viết này đến quý khán thính giả. Khi phương Tây tràn sang, cõi Á Đông từ trước vốn tự xưng hùng xưng thánh, bỗng nhiên hiện nguyên hình, chưa đánh đã bại. Nước bị người ta lấy mất như lấy trái táo trên bàn ăn là cớ làm sao? Những lý do như nghèo nàn lạc hậu thì rõ rồi, nhưng vì sao mà ra thế thì có lẽ phải bàn cho sâu hơn hình ảnh status trên Facebook là công dân. Từ khi thiết lập nền cai trị chuyên chế tạm tính từ tầng thủy hoàng cho đến khi quân chủ sụp đổ vào thế kỷ 20, mục đích lớn nhất, cao trọng nhất của các vua chúa đông phương không phải là dân tộc hùng cường, dân chúng hạnh phúc mà là giữ vững ngai vàng. Dân càng ngu thì ngôi cao càng vững, chính vì thế những triều đình ấy mới tận lực mà thi hành chính sách ngu dân. Dân không được bàn việc nước, một tiếng yêu nước thì phải tội phải khổ vua là nước nước là vua dân chỉ được quyền yêu vua trong dân nếu có kẻ nào có chút tài thì phải ra cho vua dùng mà thực ra là sai khiến và nắm chặt trong tay để phòng trừ mối họa không ra là mắc vào tội khi quân về quê thì phải kiếm cớ cáo bệnh chứ không thể vứt áo mũ giữa triều đình mà khoát tay ra đi những cái cầu hiền cũng chẳng qua là mưu trước cốt để không có kẻ nào ở ngoài vòng kiểm soát trong các xã hội chuyên chế ấy vua chúa phải thiết lập pháp luật và bày ra tà thuyết mục đích là làm cho dân chúng tay chân yếu mềm đầu óc giản đơn suốt đời quay cuồng với miếng ăn không có thời gian mà suy nghĩ về lẽ đúng sai hay dở nữa dân được chăn như bầy cừu nếu có kẻ nào manh tâm đổi sắc thì nhân đó mà dạy bảo cho toàn cõi bằng cái án tru di dân đã ngu còn bị làm cho khiếp nhược rủi thay thế giới không chỉ có một nước gặp kẻ mạnh tràn qua dù triệu triệu dân thì cũng như gà trong chuồng nhỏ muốn bắt muốn thịt thế nào cũng đành chịu triều đình quyền uy lộng lẫy xưa nay bỗng hóa ra lũ người đớn hèn thảm hại chỉ lo ăn chơi hưởng lạc chứ đào đâu có tâm xây dựng quốc gia hùng cường hữu sự rồi mới thấy toàn là hổ giấy hàng mã cả tất cả các nước chuyên chế đều là những cơ thể đầy bệnh tật dân chúng thì ngu dại nhưng đầy ảo tưởng tự hào lại thêm sức vóc hèn kém. Hoàng quân thì hôn ám, lâu nay mở miệng ra chỉ rặt một giọng giáo điều. Khi đụng chuyện thì như kẻ què cục, không có thực lực để mà đối trị. Hãy cứ nhìn một nước rộng lớn luôn tự xưng hùng cường như nước Tàu, mà hết bị Mông Cổ, Mãn Châu đến Nhật Bản đánh cho bại vong ê chề bao phen thì rõ. Nhà Nguyễn mà bị phá vừa khẽ đụng tay đã đổ kền, cũng vì một lẽ ấy. Rồi lại nhìn vào nước Nga đây, khi chưa mang quân đánh Ukraine, thì cũng hô hào lừng lẫy lắm, đụng vào chiến sự rồi mới thấy là vỏ mồm không những không làm gì được một nước vô danh tiểu tốt đã đành, lại còn bị đánh cho đến nhục nhã thảm hại. Hình ảnh tứ trụ Việt Nam những ông vua chuyên chế thời hiện đại. Ở đâu và thời nào cũng thế, dù xưa hay nay, hệ bất cứ một nước nào đã đeo cái gông chuyên chế trên cổ, thì nước ấy chỉ có đường làm nô lệ cho người. Xưa thì bị lấy mất nước, nay thì phụ thuộc kinh tế và bị lép vế đủ đường thần phận cũng chẳng khác gì một nước chư hầu hiện đại dân giàu nước mạnh cũng chưa phải là đã đúng đắn dân phải khôn thì nước mới mạnh nhìn cho rõ bản chất của các nhà nước chuyên chế là luôn chủ trương ngu dân để giữ lợi lộc cho riêng mình thì dân nước ấy phải nỗ lực mà tự học đặng thoát ra khỏi vòng xiềng xích của tuyên truyền dối trá và giáo dục nhồi sọ người việt chỉ yêu nhà chứ không yêu nước Thành ra để mặc cho đất nước cho một nhóm người bớt nặng dày vò, mà có biết đâu, yêu nhà như thế thì cũng có giữ được đâu. Chỉ khi mà mỗi người đều biết yêu nước và làm chủ cái đất nước của mình thì lợi nhà không cố giữ mà cũng chẳng mất đi được. Cái yêu nước như của người Việt xưa nay chỉ xảy ra mỗi khi có ngoại xâm chứ không màng đến việc nội trị. Yêu nước mà nếu chỉ có đến thế thì khác nào mang thân đi giữ lợi cho kẻ khác yêu nước là phải vừa lo cho nước vừa nỗ lực làm chủ đất nước của mình thì mới là người có trí não nhẫn giới phải mở ra khỏi cánh cổng nhà mình để thấy hàng xóm bị nạn thì bước ra thấy người trong nước hữu sự thì chớ coi là việc chẳng can hệ chỉ có như thế thì mới mong đẩy lùi nạn chuyên chế thiết lập quyền lợi quốc dân xây dựng nên nền dân quyền pháp trị mà giữ gìn đất nước cho con cháu mình mãi mãi về sau quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của ngọc thơ thời báo d với bản tin vì sao mất nước quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của thời báo d để được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất ngọc thơ thời báo d